Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình thấy có một cái sự kiện mới, nó chính là cái sự kiện hộp giải đố The Haru. Thì ở trong cái sự kiện này thì mình thấy những vật phẩm nếu như anh em chơi anh em có thể nhận được, nó chính là cái rương nguyên liệu cam, rương nguyên liệu tím cũng như là một số cái rương nguyên liệu khác xanh, xanh lam vân vân. Ngoài ra thì có thêm là tăng tốc, tài nguyên cũng như là một số các trang bị tím. Thì ở trong cái sự kiện này anh em sẽ có 5 lượt thử miễn phí. Sau khi anh em thử hết 5 lượt miễn phí thì anh em sẽ phải dùng game để mua. Mình thấy ở trong cái sự kiện này thì nhìn chung là nó giống như là cái sự kiện chơi event lấy nguyên liệu ấy anh em ạ. Nhưng mà không biết là nó có đáng để chơi hay không. Thì mời anh em cùng vào video và xem cùng với mình để xem cái sự kiện này anh em có đáng để bỏ game ra để chơi cái sự kiện này không nhá anh em. Hello anh em, nếu anh em đang tìm một ứng dụng giả lập chơi game trên máy tính tải ngay với BlueTouch. BlueTouch là phần mềm giả lập Android trên máy tính, điều đó có nghĩa là nó cho phép người sử dụng chạy các ứng dụng điện thoại trên máy tính thông qua phần mềm này. BlueTouch được ra mắt vào năm 2011 và tính đến nay thì đã có hơn 100 triệu người sử dụng ứng dụng này với các tính năng vượt trội, có thể chơi nhiều loại game thay thế điện thoại trong khoảng thời gian dài mà không lo về pin. Thử tải và trải nghiệm bất kỳ trò chơi nào trên BlueTouch nhé anh em. Rồi thì hiện tại mình đang ở trong cái sự kiện hộp giải đố The Haru. Ở đây mình thấy có một số cái nguyên liệu như anh em nhìn trên màn hình là anh em cũng biết rồi. Cho mỗi một tầng, mỗi một cấp như vậy anh em sẽ nhận được những phần thưởng như này. Anh em có thể bấm vào phần thưởng để anh em xem nhé. Ở đây có một cái rương nguyên liệu cam, một cái rương nguyên liệu tím. Nhìn chung nó là một cái sự kiện event về nguyên liệu, nói chung là cũng khá là ok. Mình nhìn thì thấy nó ổn áp hơn cái sự kiện mà chơi lấy nguyên liệu ở cái con thương nhân bí ẩn ấy anh em ạ. Nói chung là sự kiện này nhìn thấy nó có vẻ ngon hơn. Rồi ở đây mình thấy là có 16 ô nè. 16 ô, nếu như vậy anh em chỉ có 5 lượt miễn phí thôi. 5 lượt miễn phí. Về cái cách chơi thì nó cũng giống như là đập búa với lại đập trứng đấy anh em ạ. Nếu mà anh em mở may mắn mà ra được cái nguyên liệu cam thì anh em có thể sang tầng khác luôn. Ở đây mình thấy thì anh em mua vật phẩm thì sẽ mất 400 game nhé. 400 game để có thể chơi được cái sự kiện này. Vậy nếu như ở trong một cái tầng, trong quá trình chơi mà nếu như mà giả sử mà anh em xui nhất ấy, thì anh em sẽ phải mất khoảng 6k4 game để mở full những cái ô như thế này. 6k4 game để lấy cho một cục nguyên liệu cam và một cục nguyên liệu tím. Nhìn chung thì mình thấy là nó cũng khá là cao. Khá là cao. Khá cao đấy anh em ạ. 400 game. Nếu mà mở full, xui lắm mà mở full nó y chang như là đập trứng với lại đập búa ấy. Xui xui anh em phải mở full. Mà mở full thì anh em mất tới 6k4 game như một tầng. Khá là chát. Nhìn chung cái sự kiện này nếu mà nó như vậy thì mình nghĩ là đối với những anh em mới chơi mà chưa lên được VIP 14 thì không nên chơi cái sự kiện này. Anh em vẫn để chơi đập trứng thì nó vẫn là ok hơn. Nhìn chung là nó cái sự kiện này nó sẽ ngon hơn. Mình thấy nó vẫn ngon hơn là cái sự kiện chơi nguyên liệu của cái con thương nhân bí ẩn ấy. Đó. Nhưng mà về đập trứng thì mình vẫn thấy là đập trứng nó ngon hơn. Ok, mình sẽ test thử một vài tầng để cho anh em cùng xem cái cách chơi nó như thế nào nhé. Ở đây mình còn thấy thêm là nó thưởng tiềm năng tới 3 ngày tăng tốc với lại được rương nguyên liệu cam thêm nè. Rồi mình sẽ chơi thử cái tầng đầu tiên xem thử như thế nào. Cấp 1. Ông nào mở hên hên mà đục một phát mà ra luôn thì là hên. Đây. Mỗi một tầng đầu tiên thì nó có như thế này đây anh em. Gồm những cái vật phẩm như thế này, 16 ô. Nếu mà anh em mở ra đúng cái kho báu hiếm cái rương cam thì anh em có thể sang tầng khác luôn. Ok, mình sẽ thử nhé. Ở đây mình sẽ có 5 lượt miễn phí. Khó đấy, 16 ô khó đấy anh em ạ. Kiểu gì anh em phải mất game. Thấy chưa? Mua 5 cái nè. Tự động phát coi. Ở đây nó cũng có tự động nha anh em. Thấy chưa? Nếu mà hên hên thì anh em sẽ không mất tới 6k4 game. Nhưng còn nếu mà ông nào mà xui xui thì nói chung chơi cái này đúng hên xui vã ra. Nhưng mà nếu mà hên thì đúng là ngon. Sự kiện này rất là ngon nếu mà ông nào hên. Đó. Được một cục cam. Tiếp theo tầng 2 anh em cũng có thể xem phần thưởng nó cũng như thế này nha. Rồi mình sẽ thử tiếp. Nhìn chung là cái sự kiện này theo mình thấy á, anh em nào mà chơi lâu hoặc là có VIP 14 rồi thì mới chơi cái sự kiện này. Bởi vì mảnh trang bị thì anh em có thể là kiếm được nó dễ thông qua cái sự kiện đập trứng. Nhưng mà ở cái nguyên liệu ấy thì kiếm cực kỳ khó nha anh em. Nhiều anh em dư rất là nhiều trang bị nhưng lại không có nguyên liệu để đập đồ. Đó, chính vì vậy những cái sự kiện mà về lấy nguyên liệu thì hầu chung là nhìn chung là nó sẽ khá là đắt. Nổ phát ấy. Nổ phát hên hên nè anh em.
Căng thế nha. Cục tím nè. Khó đấy. Chơi này hên xui vãi ra. Trời, anh em thấy nó xui chưa? Mở full luôn. 6k4 game của tôi đi đường rồi, lên củi rồi. Ôi, event này chát quá. Hơi chát anh em à. Hơi chát đấy. Tầng 3. Mình xem thưởng tầng 3 nè. Tầng 3 thưởng cũng vậy nha anh em. Tự động phát nữa. Vãi thật. Khó nhỉ. Ủa không ra luôn trời ơi. À, khó quá khó rồi. Nãy giờ mình mở trung bình thì cứ khoảng là còn chỉ mở gần như là full rồi. Chỉ còn 3 ô chưa mở thì nó mới ra được cái đường nguyên liệu cam. Thì tính ra anh em trừ lại 1k2 game thì tính ra mỗi tầng trung bình anh em sẽ mất khoảng 5k game. 4k đến 5k game anh em mới có thể lấy được một cục cam và một cục tím. Một cục nguyên liệu tím. Hơi đắt. Bởi vì cục nguyên liệu tím anh em mua trong shop VIP hình như nó chỉ có 600 game thôi. Tính ra là nó hơi đắt đấy. Này dành cho mấy anh em nào mà dư game thôi. Mình thấy quà nó vẫn như cũ nha anh em. Sẽ tiếp tục thử xem. À, xui thế nhỉ. Nhỏ thật sự. Nãy giờ chưa mở được phát nào hên hên một tầng lên luôn á. Xui vãi cả trưởng. Trời ơi. Nổ phát nào luôn mít trời. Hết game của tôi rồi. Trời ơi, phát này cũng tính ra là cũng hơi hên hên một tí. Nhìn chung là nó tốn game vãi cả trưởng anh em à. Chỉ có anh em nào dư game mới chơi thôi. Boss biết mới chơi thôi. Ôi đi farm game mà chơi vậy là chết rồi. Không chơi nổi rồi anh em à. Thăm phát nữa đi. Á không ra luôn mới ghê chứ. Trời ơi cái event chát quá anh em à. Wow. Event căng quá. Khó đấy anh em. Bộ sưu tập riêng tư 79%. Đây là chơi cái này phải lên 100% thì mới được thưởng tiềm năng à. À khó nhờ. Ok mình sẽ thử xem nào. Còn ít game nữa. Nổ. What the hell. Ôi. Event căng thế. Mỗi một tầng là một cục cam, một cục tím nha anh em. Nãy giờ hết ba mấy gần 40k game rồi đấy. Không ra luôn trời. Nhiều ông thấy mở hên thế nhỉ. Anh mở nó xui thế nhỉ. Câu giải đố để mở vào có cơ hội nhận cái hộp gì đây. Chọn một hộp để mở nữa trời má. Tưởng được chọn nguyên liệu chứ bây giờ nó lại chuyển sang được chọn cái hộp để mở nữa anh em. À, trời. Căng dữ vậy. Ây chà. Giờ chọn hộp nào giờ. Má nó chơi hên xui vãi cả trưởng luôn. Ôi. Đúng là không như là mơ rồi.
Trời, nó ra ngẫu nhiên. Ông nào chọn chúng mới 10 cái chìa thì đúng cười ẻ luôn, thật sự. À, không thể tin được. Tất cả hộp giải đố của cấp này đã mở. Tìm một kho báu hiếm để lấy các kho báu lại của cấp này. Một phát nè, còn mình chỉ chơi một phát nữa thôi anh em ạ. Nó nhỏ vãi cả trưởng ra. Thôi nghỉ khỏe. Ok, như vậy là mình đã test sơ sơ cho anh em về cái hộp giải đố The Haru. Nhìn chung là mình em cũng đã cố gắng bỏ hết ba mấy cái game rồi để lên được cái mở được cái hộp bộ sưu tập The Haru này để cho anh em xem. Nó sẽ ra những cái phần thưởng ngẫu nhiên, anh em phải chọn ngẫu nhiên nữa, chứ không phải là khi nào anh em đớp phát cũng được hai rương nguyên liệu cam đâu. Đấy, mở xui xui thì vào cái này, xui xui thì vào cái 5 lượt miễn phí thì cũng hên xui lắm, hoặc là 3 ngày tăng tốc thì cũng còn tạm được, còn không thì khó mà rơi vào được hai cục cam này, bởi vì tới cái tầng đó anh em phải mở hên xui nữa. Mình nhìn chung là mình lên được cấp 8, mình nhận được khoảng 8 cục cam, 8 cục tím với một số cái phần thưởng liên quan thôi, nhưng mà mình hết tới hơn 30k game. Nhìn chung là nó cũng nói chung là cái sự kiện này vẫn ok hơn cái sự kiện con thương nhân bí ẩn, chơi cái sự kiện nguyên liệu nhé anh em. Nhưng mà đập trứng thì nó lại ngon hơn cái sự kiện này. Đó, chính vậy nếu như mà anh em dư game thì hoặc là VIP 14 các thứ, hoặc là anh em cần nguyên liệu thì anh em mới chơi cái sự kiện này thôi. Còn nếu không thì anh em vẫn để chơi cái sự kiện đập trứng, mình cảm thấy là đập trứng thì nó vẫn ngon hơn cái sự kiện này. Đó. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.